Hello mọi người, hôm nay là ngày lễ Martin King Day ở nước Mỹ. Mình không có đi làm và các bạn nhỏ cũng không có đi học, cho nên mình dẫn các bạn nhỏ đến trường, cái công viên trường phía sau để mà quay phim. Mình chuẩn bị flycam để quay cái phim về trường học của các bạn nhỏ, cho mọi người thưởng thức ha. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này. Thank you.